Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 8 tháng 11 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Đại sứ châu Âu và các nước nêu vấn đề Phạm Đoan Trang bị bắt với Bộ Công an Việt Nam. Vào hôm 5 tháng 11 năm 2020, Đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam Giorgio Alipetti cho biết ông và các đại sứ của khối này vừa nêu vấn đề nhà báo tự do Phạm Đoan Trang bị bắt giữ với Bộ Công an Việt Nam trong nỗ lực nhằm kêu gọi bảo vệ quyền tự do ngôn luận và nhân quyền. Quyền tự do bày tỏ và tự do ngôn luận được ghi trong Hiến pháp Việt Nam và cần được tôn trọng. Đại sứ Alipetti đã viết trên trang tweet của mình như vậy. Đây là hình ảnh Đại sứ châu Âu Alipetti thông báo trên trang tweet về cuộc gặp với Bộ Công an Việt Nam. Đài truyền hình An ninh TV của Bộ Công an hôm 4 tháng 11 loan tin rằng trong cuộc gặp với Trung tướng Nguyễn Thanh Sơn, Cục trưởng Cục Đối ngoại của Bộ Công an, Đại sứ Alipetti có trao đổi, chia sẻ với mối quan tâm về việc bà Phạm Đoan Trang bị bắt vào ngày 7 tháng 10 năm 2020 về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước. Tin cho hay, Đại sứ Alipetti cùng các đại sứ khác bao gồm cả đại sứ Anh và đại diện nhóm bảo vệ quyền tự do của các nhà báo gồm Liên minh 37 nước thành viên đã nêu quan điểm cho rằng bà Phạm Đoan Trang chỉ là người thực hiện quyền tự do ngôn luận của mình. Kênh truyền hình An ninh TV dẫn lời Trung tướng Nguyễn Thanh Sơn khẳng định rằng những đánh giá của các nước về việc bắt giữ Phạm Đoan Trang chưa phản ánh đúng khách quan về bản chất hành vi của đối tượng này. Ông nói, tự do và các quyền con người cơ bản luôn được Đảng và Nhà nước Việt Nam tôn trọng, ghi nhận và đảm bảo. Tuy nhiên, trong những trường hợp cần thiết, quyền con người có thể bị hạn chế nhằm đảm bảo an ninh quốc gia. Điều này được ghi nhận trong luật pháp quốc tế và hiến pháp năm 2013 của Việt Nam. Ông Sơn nói rằng bà Phạm Đoan Trang thực chất đã lợi dụng việc thực hiện quyền tự do ngôn luận, xâm phạm an ninh quốc gia được luật pháp Việt Nam bảo vệ, buộc những trường hợp bị hạn chế quyền phù hợp với quy định của luật nhân quyền quốc tế. Ông cục trưởng này cũng khẳng định rằng việc bắt giữ bà Đoan Trang là đúng pháp luật và được Viện Kiểm sát phê chuẩn. Đây là hình ảnh dòng tweet của Ngoại trưởng Cộng hòa Séc Tomáš Petříček đòi trả tự do cho Phạm Đoan Trang. Trước đó, vào ngày 9 tháng 10, Ngoại trưởng Cộng hòa Séc Tomáš đã lên tiếng yêu cầu nhà nước Việt Nam trả lại tự do ngay lập tức và vô điều kiện đối với nhà hoạt động nhân quyền Phạm Đoan Trang. Ông viết như sau, tôi đã rất lo lắng việc bắt giữ cô Phạm Đoan Trang, người đoạt giải thưởng Homo Homini của Séc năm 2017, giải thưởng tôn vinh những cá nhân có đóng góp xuất sắc trong việc thúc đẩy nhân quyền, dân chủ và các giải pháp hòa bình cho các cuộc xung đột chính trị. Tôi yêu cầu trả lại tự do vô điều kiện cho cô ấy và tôi kêu gọi các cơ quan chức năng Việt Nam tôn trọng các cam kết và pháp luật quốc tế. Ngoại trưởng Petříček đã viết trên trang tweet như vậy. Tại Hoa Kỳ cũng đang theo dõi chặt chẽ vụ bắt giữ Phạm Đoan Trang, đó là tối vào ngày 7 tháng 10. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng ra tuyên bố bày tỏ quan ngại việc chính quyền Việt Nam bắt giam nhà báo Phạm Đoan Trang và cho biết phía Hoa Kỳ đang theo dõi chặt chẽ vụ bắt bớ này. Phản hồi yêu cầu bình luận của Đài tiếng nói Hoa Kỳ ngay sau khi bà Phạm Đoan Trang bị bắt, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết trong một tuyên bố gửi qua email như sau. Chúng tôi lo ngại trước tin tác giả Phạm Đoan Trang đã bị lực lượng an ninh ở thành phố Hồ Chí Minh bắt vào ngày 6 tháng 10. Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ sự việc này. Và việc bắt giữ bà có thể ảnh hưởng đến quyền tự do biểu đạt ở Việt Nam. Chúng tôi hối thúc chính phủ Việt Nam đảm bảo các hành động và luật pháp của họ phù hợp với các nghĩa vụ và cam kết quốc tế của Việt Nam. Tự do báo chí là nền tảng của sự minh bạch và quản trị có trách nhiệm. Các tác giả, blogger và nhà báo thường làm công việc với rủi ro lớn. Và vì vậy, chính phủ và công dân trên toàn thế giới có nhiệm vụ phải lên tiếng bảo vệ họ. Tuyên bố đã nói như vậy. Đây là hình ảnh Phạm Đoan Trang giới thiệu sách của nhà xuất bản Tự Do. Bà Phạm Đoan Trang, 42 tuổi, một blogger, tác giả đối lập nổi tiếng và nổi bật trong nước, đã bị công an bắt tạm giam vào hôm 6 tháng 10 năm 2020 tại quận 3, thành phố Hồ Chí Minh để điều tra về tội tuyên truyền chống nhà nước và tội làm, tàng trữ và phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước với mức án có thể lên tới 20 năm tù. Nhận định của giới đấu tranh tại Mỹ, việc bắt giữ này diễn ra sau khi Việt Nam và Mỹ tiến hành đối thoại nhân quyền trong ngày 6 tháng 10. Giới tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền Việt Nam tại Mỹ xem như đó như một động thái thể hiện thái độ rõ ràng của Hà Nội về nhân quyền, đặc biệt trong bối cảnh trước Đại hội Đảng lần thứ 13 Việt Nam và bầu cử
Tổng thống Mỹ. Ông Nam Khánh, một nhà hoạt động dân chủ ở Hoa Kỳ, nêu nhận định với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ như sau. Theo nhận định chủ quan của tôi, thì đây là một vụ bắt giữ được chính quyền Việt Nam tính toán kỹ lưỡng về thời điểm. Vì cô Đoan Trang rõ ràng là một trong nhà hoạt động có sức ảnh hưởng nhất tại Việt Nam từ trước đến nay. Ngoài việc dọn dẹp sạch trước Đại hội 13 của Đảng, nó cũng diễn ra ngay sau khi đối thoại nhân quyền Việt Nam và Mỹ lần thứ 24 kết thúc, chưa đầy 24 giờ đồng hồ, và cũng ngay trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Rõ ràng đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên, ông Nam Khánh đã bình luận như thế. Ông cho biết thêm, tôi nghĩ chính quyền Việt Nam muốn gửi đến người Mỹ một thông điệp hoặc thậm chí là một sự thách thức rằng không ai có thể bắt họ phải thay đổi luật chơi, họ vẫn có thể cai trị bằng bạo lực và nhà tù mà không sợ bị mất đi mối quan hệ kinh tế, ngoại giao và hữu hảo với Mỹ hay các nước dân chủ khác. Đây là hình ảnh người Việt tại Nhật Bản đã biểu tình và tuyệt thực vì nhân quyền tại Việt Nam trước dinh Thủ tướng Nhật tại Tokyo vào tối ngày 16 tháng 10 năm 2020 trước chuyến đi thăm Việt Nam của Thủ tướng Nhật Suga. Vẫn theo ông Nam Khánh giải thích như sau, việc bắt giữ một nhà hoạt động có ảnh hưởng như vậy cũng là một sự thăm dò đối với chính quyền mới của Mỹ sau cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới. Nếu phía Mỹ đáp lại bằng sự im lặng hoặc hời hợt, chính quyền Việt Nam biết rằng Mỹ đã chọn chơi theo luật của họ. Ông Vi Nguyễn, một người tranh đấu cho Việt Nam từng bị chính quyền truy tố về tội gây rối trật tự công cộng do tham gia biểu tình ở Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2018, đã cho Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ biết rằng báo cáo Đồng Tâm và các quyển sách do bà Phạm Đoan Trang viết có thể là nguyên nhân khiến bà bị bắt. Được biết, trước khi bị bắt, bà Phạm Đoan Trang có trao cho viên chức lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Thành phố Hồ Chí Minh bản báo cáo Đồng Tâm viết về vụ đụng độ giữa công an và người dân ở thôn Hoành, xã Đồng Tâm hồi đầu tháng 1 năm 2020 do tranh chấp đất đai đã khiến cho cụ Lê Đình Kình, thủ lĩnh tinh thần của người dân Đồng Tâm và ba công an thiệt mạng. Ông Vi Nguyễn cho biết thêm rằng bà Phạm Đoan Trang đã có hai lần gửi thư có tựa đề nếu tôi có đi tù cho ông nhờ chỉnh sửa bản tiếng Anh và nhờ ông công bố nếu bà bị bắt. Theo nhận định của ông Vi Nguyễn, bà Phạm Đoan Trang biết trước là không sớm thì muộn bà sẽ bị bắt. Việt Nam sẽ ban hành bộ quy tắc tham gia xây dựng mạng xã hội trong năm 2020. Đây là điều cũng được đưa ra. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông của Việt Nam. Vào hôm 6 tháng 11 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam, ông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết rằng sẽ ban hành bộ quy tắc tham gia mạng xã hội trong năm 2020, yêu cầu định danh người dùng mạng và rằng trong nỗ lực hợp tác với Việt Nam nhằm làm sạch không gian mạng, Facebook đã tăng cường gỡ tin bài năm 2020 gấp 30 lần so với năm 2017. Cùng với việc phát triển các công cụ kỹ thuật để giả quét thông tin, năm nay sẽ ban hành bộ quy tắc tham gia mạng xã hội để mọi người hiểu trách nhiệm nghĩa vụ của mình. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, ông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết tại phiên chất vấn của Quốc hội vào chiều ngày 6 tháng 11 năm 2020. Trang báo Việt Nam Express cũng dẫn lời ông Hùng nói rằng bộ ban hành bộ quy tắc ứng xử trên không gian mạng yêu cầu định danh người dùng mạng xã hội. Đây là giải pháp căn cơ để người sử dụng không còn nghĩ rằng lên mạng xã hội là vô danh để rồi vô trách nhiệm. Đề án xây dựng bộ quy tắc tham gia mạng xã hội đã được báo chí Việt Nam nhắc đến từ những năm 2018. Đó là bộ quy tắc không mang tính chế tài nhưng chủ yếu hướng đến các tiêu chuẩn đạo đức với nội dung hướng dẫn vào các nhà mạng cung cấp dịch vụ và người sử dụng mạng xã hội. Bộ trưởng Hùng cũng khẳng định rằng thời gian qua bộ cũng xác định việc làm sạch không gian mạng là nhiệm vụ trọng tâm và đã làm rất quyết liệt. Về kỹ thuật đã nâng cấp trung tâm xử lý, mỗi ngày có thể sàng lọc được 300 triệu tin. Ông cho biết Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã làm việc cứng rắn với các nền tảng xuyên biên giới, đặc biệt là Facebook và YouTube, yêu cầu gỡ bỏ thông tin xấu, độc và rằng tỷ lệ gỡ bỏ thông tin này tăng lên hàng năm. Và số lượng tin bài mà Facebook đã gỡ bỏ năm 2020 tăng 30 lần so với năm 2017. Số trang giả mạo được gỡ bỏ cũng tăng 8 lần. Các nhà hoạt động cho tự do báo chí ở Việt Nam nói với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ rằng việc hình thành cái gọi là bộ quy tắc tham gia mạng xã hội là những biện pháp cứng rắn và liên tiếp của chính quyền nhằm chèn ép tự do ngôn luận. Song song với các bộ luật mang tính chế tài cao như luật hình sự, luật an ninh mạng hoặc luật báo chí và các quy định của pháp luật khác. Từ Hà Nội, nhà hoạt động Trần Bang cũng nêu lên nhận định của mình như sau. Thêm cái quy tắc này nữa, họ lại càng có cơ sở khiến cho những người hoạt động vì tự do ngôn luận bị chèn ép và khó phát biểu. Mỗi khi họ ra quy định nào
đều ảnh hưởng đến những người hoạt động trên mạng truyền thông. Đây là hình ảnh nhà hoạt động Trần Bang, thành viên của câu lạc bộ Lê Hiếu Đặng. Liên quan đến việc Facebook được cho là tăng cường gỡ bài nhiều gấp 30 lần so với 3 năm trước, nhà hoạt động Trần Bang đã nói như sau. Facebook vì đồng tiền mà phối hợp với nhà nước độc tài để bóp nghẹt tiếng nói của người dân là điều chúng tôi phản đối. Trao đổi với Đài Tiếng nói Hoa Kỳ từ Thái Lan vào hôm 6 tháng 11, nhà báo tự do Đường Văn Thái cho biết, như vậy cả Facebook và Google đều có sự bắt tay không nhỏ với sự chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam. Vào tháng trước, Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam cho biết, chỉ riêng trong tháng 8 năm 2020, có hơn 1.100 bài viết trên Facebook bị gỡ vì cho rằng các bài này tung tin kích động chống phá nhà nước. Đối với Google, cụ thể là trên trang YouTube, Bộ đã ngăn chặn và gỡ bỏ 15.115 video vi phạm và gỡ bỏ 24 kênh YouTube phản động. Trang Thanh Niên cho biết như vậy. Nhà hoạt động Trần Bang nói tiếp như sau. Bộ Thông tin và Truyền thông chịu sự quản lý của Đảng Cộng sản. Hễ cái nào mà nói đến hệ thống tư pháp của Đảng, các hành xử của công an, các chính sách hại dân, hèn với Trung Quốc v.v. thì họ cho là tin không tốt, vi phạm quy định của họ thì họ gỡ hay yêu cầu Facebook xóa bài. Ông Trần Bang nêu ra nguyện vọng như sau. Chúng tôi mong muốn công luận và giới làm luật Hoa Kỳ buộc Facebook phải tôn trọng các giá trị bảo vệ tự do nhân quyền, tự do ngôn luận mà Facebook đã đặt ra ngay từ ban đầu. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 8 tháng 11 năm 2020 với bản tin Đại sứ châu Âu và các nước nêu vấn đề Phạm Đoan Trang bị bắt với Bộ Công an Việt Nam. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.